Sáng 27 tháng 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xác nhận cơ quan công an vừa tổ chức khám xét để điều tra vụ án ma túy tại đây. Hàng chục chiến sĩ công an được huy động để khám xét tại đây. Việc khám xét bắt đầu từ chập tối đến tận khuya. Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Thông tin về số lượng ma túy trong bệnh viện chưa được công bố cụ thể, nhưng thông tin ban đầu cho biết đã tìm thấy hàng trăm viên ma túy được giấu tại đây. Bên cạnh đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy số ma túy có liên quan đến một doanh nghiệp bên ngoài đang hợp tác xử lý một số công việc mang tính dịch vụ cho bệnh viện. Hàng cây xanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, quận Đống Đa, Hà Nội lại có dấu hiệu chết khô, mặc dù từng được nhổ đi trồng lại 2 lần, nhưng đến nay vẫn có hơn 20 cây rơi vào tình trạng này. Sau khoảng 10 tháng được trồng thay thế, hàng loạt cây nhội trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài lại có dấu hiệu chết khô. Hiện có khoảng 20 cây nhội, thân khô cằn, trơ trụi từ gốc đến ngọn, một số cây bong chóc hết lớp vỏ bên ngoài. Cây này từ đã được trồng lần thứ hai rồi, nhưng mà từ hồi trồng đến giờ là không có ai tưới cả, cho nên là nó vẫn cứ nguyên trạng như lúc mới trồng đến giờ, là càng ngày càng chết khô đi. Đấy. Mà ở đây đường thì rất là nắng nóng và mọi người cũng mong có cây có bóng mát đấy, để cho mùa hè là mát, nhưng mà trồng bên 2-3 lần tốn bao nhiêu tiền của nhà nước rồi mà cây vẫn cứ chết khô thế này thì thực là rất lãng phí. Trước đó, vào đầu tháng 4 và trung tuần tháng 5 năm 2023, hơn 60 cây nhộ chết khô hoặc sinh trưởng thấp trên tuyến đường này đã được nhổ bỏ, trồng mới. Là người dân kinh doanh tại khu vực này, bà Phạm Thị Tơ mong mỏi có hàng cây xanh trước khi bước vào mùa hè. Thì cô cũng mong là nhà nước mà trồng được những cái cây mà nó sống, nó tốt thì nó sẽ mát cho mùa hè. Thì bọn cô có buôn bán đây thì nó cũng có bóng râm cho người đi qua lại. Người ta cũng có cái sự mát mẻ thì đỡ cái nắng cái nôi của mùa hè cho những người dân lao động đi làm ấy. Thì người ta cũng được hưởng những cái bóng mát đấy. Đương nhiên rồi, nếu mà thành phố thì phải có cây xanh thì nó mới gọi là thành phố chứ không phải nó ra cái hoang mạc. Theo thiết kế, tuyến đường này được trồng mới hơn 260 cây nhội. Tuy nhiên, sau hơn một năm, nhiều cây trồng hai bên đường không đâm chồi, nảy lọc mà chết khô nên đã phải nhổ bỏ, trồng lại. Cái cây này nó là cái cây mà rất là hiền lành. Hiền lành ở đây có nghĩa tức là nó có cái tính chất thân thiện với con người. Thứ hai, tức là nó không gây ra những các cái mùi vị hoặc là nó không gây ra những các cái loại côn trùng mà nó đục, nó làm thối ruộng mặt đất. Khi trồng một cái loại cây nào đó để có cái mục đích gì, vậy thì có thể chọn cái cây nào mà đạt được mục đích của mình mà lại phù hợp về mặt sinh thái, có nghĩa là về khí hậu, về đất đai nó phù hợp. Thế thì tại sao trồng nó lại chết? Thì đấy là cái trách nhiệm của cái người quyết định cho trồng cây này. Thì tôi nghĩ là cái công ty công viên hoặc là công ty cây xanh, những các cái nơi mà người ta có trách nhiệm, hoặc là trường học hoặc là cơ quan, thì cái người quyết định trồng người ta đã có một cái khảo sát, hoặc ít nhất người ta mời một nhà lâm nghiệp hoặc là một nhà cây xanh người đây đến người ta khảo sát trước, thì bây giờ quyết định trồng nó sẽ an toàn hơn nhiều. Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được thông xe vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu hạng mục trồng cây xanh trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cần đưa ra những biện pháp khắc phục sớm để tránh tình trạng lặp lại. Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước tăng cường thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn. Số phương tiện bị tạm giữ tăng đáng kể khiến các bãi tạm giữ xe vi phạm trở nên quá tải. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Có rất nhiều trường hợp vi phạm áp dụng hình thức chế tài tạm giữ phương tiện. Bãi giữ xe của Công an thành phố Vũng Tàu trên đường 30 tháng 4 lâu nay đã quá tải. Từ khi các chuyên đề kiểm tra xử phạt nồng độ cồn được tăng cường, lại càng không còn chỗ trống. Vì vậy, khoảng sân trong trụ sở Công an thành phố cũng được trưng dụng làm nơi để phương tiện vi phạm bị tạm giữ. Thống kê của Công an thành phố Vũng Tàu cho thấy, mỗi tối lực lượng này phát hiện và xử phạt bình quân từ 15 đến 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cũng đồng nghĩa, từng ấy phương tiện tiếp tục được đưa về các bãi giữ xe mỗi ngày. Cái bãi giữ xe này, số xe này vi phạm mới trước Tết một tí thôi, mà đã có gần 1.000 xe rồi. Ở đây, đây. Như vậy thì nhất là về vấn đề là
mình cái công tác mà bảo quản cái phương tiện này á, thì nó cũng bất cập. Đấy. Chúng tôi công an thành phố Vũng Tàu cũng đã báo cáo đến cả cấp có cái thẩm quyền theo chức năng của pháp luật quy định để mà cùng giải quyết. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa có cái phương án cụ thể. Trong thời gian này thì chúng tôi vẫn phải là anh em trong đơn vị vẫn phải là vừa làm xử lý về nhưng mà cũng vậy vừa từ bảo quản. Đấy, cái khâu mà bảo quản cũng rất khó khăn. Bãi giữ xe vi phạm giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rộng khoảng 1.000 m2 hiện đã quá tải. Trong khi đó, mỗi tháng bãi xe này đều đặn tiếp nhận khoảng 1.200 phương tiện. Trong số đó, nhiều chủ phương tiện không đến nhận. Đây cũng là lý do khiến chính các bãi tạm giữ xe vi phạm trở nên quá tải. Thì hiện nay thì cái nguyên nhân chính của cái việc mà quá tải cái bãi tạm giữ thì có một số những nguyên nhân sau. Một là việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cái lỗi vi phạm nồng độ cồn là quá cao. Cái vấn đề thứ hai nữa là các cái phương tiện vi phạm hành chính là thường là những cái phương tiện mà cũ nát, hết thời gian sử dụng. Và cái vấn đề thứ ba là một số những cái phương tiện thì không có cái giấy tờ hợp lệ. Phương tiện bị bỏ nhiều, nhưng để thanh lý số phương tiện này không phải là chuyện đơn giản. Theo quy định, kể từ khi đưa một phương tiện vi phạm về tạm giữ, thì trong vòng 10 ngày, cơ quan chức năng phải ra quyết định xử phạt, thông báo cho người vi phạm. Khi người vi phạm không đến xử lý, thì phải sau một năm, cơ quan chức năng mới bắt đầu thực hiện quy trình để thanh lý. Quy trình thanh lý rất là dài. Trước đây thì chúng làm nội bộ ở trong tỉnh thôi, nhưng mà bây giờ lại còn thêm cái thủ tục là sau khi làm đầy đủ các quy trình là thành lập hội đồng giám định phương tiện, cả số máy số khung, rà soát về phương tiện nó có phải là xe tăng vật trong các cái vụ án hay không, thì sau khi tập trung hết danh sách lại phải đưa ra cục H01 của Bộ Công an xin ý kiến. Riêng cái khoản này không là hết mấy tháng. Thế còn để mà có người mua hay không, thanh lý được hay không thì lại là một cái chuyện nó đưa ra đấu giá. Đấy, rất là câu chuyện dài. Để giải quyết vấn đề quá tải bãi giữ xe vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công an các địa phương đang xúc tiến tham mưu nhiều giải pháp như hợp đồng thuê thêm bãi giữ xe vi phạm, rà soát các hồ sơ vi phạm, có phương án mời lên làm việc, xử lý vi phạm hành chính, không để cho người dân vì né tránh việc đóng phạt mà bỏ luôn phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 2, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Microsoft Brad Smith đã công bố một bộ nguyên tắc nhằm thúc đẩy sự đổi mới và cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới dựa trên AI, chúng tôi tin rằng đây là thời điểm tốt nhất để đưa ra các nguyên tắc chi phối cách chúng ta vận hành cơ sở hạ tầng, trung tâm dữ liệu AI và các tài sản AI quan trọng khác trên toàn thế giới. Bằng cách ban hành những nguyên tắc này, chúng tôi cam kết cung cấp quyền truy cập công nghệ rộng rãi, cần thiết để trao quyền cho các tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới phát triển và sử dụng AI theo những cách phục vụ lợi ích công cộng. Bộ nguyên tắc của Microsoft bao gồm các quy định về cung cấp quyền truy cập và hỗ trợ cho các nhà phát triển AI, cung cấp rộng rãi các mô hình và công cụ phát triển AI cho các nhà phát triển ứng dụng phần mềm trên toàn thế giới, và cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng công khai để cho phép các nhà phát triển truy cập và sử dụng các mô hình AI trên dịch vụ điện toán đám mây Microsoft Azure. Microsoft cũng khẳng định sẽ không sử dụng thông tin hoặc dữ liệu không công khai từ việc xây dựng và triển khai mô hình AI của nhà phát triển trong Microsoft Azure để cạnh tranh với các mô hình đó, đồng thời cho phép khách hàng của Microsoft Azure dễ dàng xuất và chuyển dữ liệu của họ sang nhà cung cấp đám mây khác.